Có lẽ là đi chúng tôi sẽ không thể làm được những cái điều này nếu như mà không có sự đồng hành hỗ trợ của rất nhiều anh chị và các tổ chức từ trước đến giờ. Như mẹ Teresa có nói là rất ít người làm được điều vĩ đại, nhưng mà ai trong chúng ta cũng có thể làm được cái điều nho nhỏ với tình thương yêu vĩ đại. Và ngày hôm nay khi mà chúng tôi có thể tổ chức được cái đêm nhạc này cũng là nhờ sự đóng góp của tất cả các anh chị nghệ sĩ đã đồng hành với đi suốt từ trước đến nay của ban nhạc Free Bands và tất cả các anh chị ở nhà hát VOH đã ủng hộ cho chúng tôi. Và tất cả những cái đóng góp nhỏ nhỏ đó sẽ giúp làm đẹp cuộc đời. Cái đam đẹp cuộc đời này cũng giống như là mang đến cho đời chút ơn. Dạ, bài hát cho đời chúc ơn là các cô chú và các anh chị có biết bài hát này không ạ? Hãy con bước đi cho bình minh lên sớm. Dạ, con muốn là có một cái không khí vui với nhau thì con muốn là mọi người hát với con cái phần điệp khúc. Bây giờ con tập qua sơ cùng hát với nhau được không ạ? Dạ, con có đăng Facebook là con nói cùng hát để bùng nổ cái nhà hát này. một cái câu điệp khúc nha. Dạ, môi thiên đường, ôi thiên đường hót chiên khuyên, ôi tóc trần ướp vai thơm, ta nghe đời rất mênh mông, trong chân người bước chậm chậm. Dạ, có ai biết bài này xin giơ tay cho con thấy à? Dạ, cũng không có nhiều người ha, không có khí thế ha. Bây giờ có điện thoại, có 3G đúng không ạ? À, trong vòng 5 giây nha. Sợt lên Google, sợt cho đời chúc ơn. Dạ, cho đời chúc ơn nha. Dạ, chuẩn bị đèn hoa gì đó rồi. Ai mà không hát thì mình cầm điện thoại mình soi cho người khác hát, cái mình làm tạo ánh sáng nha. Dạ, tìm ra được chưa ạ? Cho đời chúc ơn cái đoạn điệp khúc ạ. Chưa ạ? Sẵn sàng chưa ạ? Dạ, bây giờ bắt đầu mình bắt đầu hát. Dạ, nghe cái giọng rồi bên kia nghe quen quá. Dạ, chuẩn bị nha. Môi thiên đường hót chim khuyên, ôi tóc trầm ướp vai thơm. Dạ rồi, ngừng ạ. Có biết bài này phải không ạ? Như vậy thì mình hát lâu con khỏi tập nha. Con tập cũng vậy à, tự nhiên con thấy hình như là biết rồi. Con tập cũng thành là dư. Môi thiên đường 2, 3. Môi thiên đường hó chim khuyên, ôi tóc trầm hương vai thơm, ta nghe đời rất mênh mông, trong chân người bước chậm chậm. Dạ được chưa ạ? Được chưa? Bây giờ tụi con không có hát bằng micro trên đây, mình ngưng, mình không hát micro, để ở dưới con nghe coi cái độ mà hót chim khuyên có hót, có líu lo véo von như cái tiếng chim khuyên không nha. Dạ, môi thiên đường 2, 3. Môi thiên đường hót chim khuyên, hay quá. Môi tóc trầm hương vai thơm, ta nghe đời rất mênh mông, trong chân người bước chậm chậm. Hát hay quá, vậy thôi bố chị em con rút vô trong khỏi hát được không? Dạ, tôi hát hay quá. Con giỡn thôi, bây giờ chúng ta cùng hát nha. Cứ tới đoạn đó là hát cùng chung bốn chị em con nha. Chân người bước
chậm chậm. Hãy còn bước đi cho bình minh nơi sớm, cho đời chút ơn biết tà áo đỏ. Em là phấn thơm cho rừng chút hương, là lời hát ca cho trần gian. Dù đường phố kia có người nhớ em, nằm mong suốt đêm trong thiên đường. Chậm chậm, chậm chậm.